Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ đã được ngành văn hóa thể thao và ngành giáo dục đào tạo tỉnh cụ thể hóa qua cuộc thi đại sứ văn hóa đọc. Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2019-2022 vừa được công bố tại hội nghị tổng kết diễn ra vào sáng nay, 25 tháng 11. Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc giai đoạn 2019-2022 đến nay đã trở thành hoạt động thường niên gắn với phong trào phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dành cho lứa tuổi học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Một trong số các đơn vị đóng góp nhiều vào thành công của cuộc thi như Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà. Tại phòng sơ khảo đại sứ văn hóa đọc qua 4 năm tổ chức trên địa bàn tỉnh có gần 46.000 bài của hơn 130 trường phổ thông tham gia. Tại vòng thi quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, hàng năm, Thư viện Tổng hợp tỉnh đã lựa chọn 20 bài xuất sắc nhất tham gia chung kết và nhiều bài dự thi trong số này đạt giải cao. Riêng trong năm 2022, có 4 thí sinh đạt giải cá nhân gồm 1 giải B, 1 giải C, 2 giải khuyến khích và 1 giải tập thể. Một số trường nhiều năm liền có số lượng bài thi cao, nhiều thí sinh đạt giải cấp tỉnh và toàn quốc như trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Trung học phổ thông Phú Bài, Trung học cơ sở Đặng Dung, trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Ở khối tiểu học có trường Lý Thư Kiệt, số 2 Tử Hà, Già Lê. Những kết quả đạt được của cuộc thi đã một phần khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ, yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.